Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý. Mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi nội dung chi tiết. Ban cứu trợ Trung ương hỗ trợ trên 23.000 phần quà cho nhân dân Long An. Standard Chartered hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam do tác động dịch Covid-19. Tin thế giới, Trung Quốc siết chặt quản lý game online. Thưa quý vị, từ khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn thành phố Tân An, đã có rất nhiều cá nhân tổ chức trực tiếp tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch tại địa phương. Để ghi nhận sự hỗ trợ đầy trách nhiệm này, Thành ủy Tân An đã tổ chức tri ân các đội tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Để đẩy nhanh tiến độ công tác xét nghiệm, tầm soát cộng đồng và tiêm vaccine phòng Covid-19, địa phương đã tập trung quy động tổng lực tham gia làm nhiệm vụ, bao gồm cán bộ y tế công lập và tư nhân, quân đội, đoàn viên thanh niên, giáo viên với 16 đội tiêm, 57 đội lấy mẫu. Đây là những tấm gương đẹp của sự cống hiến, nỗ lực hết lòng vì sức khỏe nhân dân, vì niềm tin chiến thắng đại dịch. Tại lễ tri ân, Bí thư Thành ủy Tân An Lê Công Đỉnh cảm ơn sự nỗ lực quyết tâm của các y bác sĩ, lực lượng tình nguyện viên đã không ngại vất vả, nỗ lực hỗ trợ cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các lực lượng, góp phần giúp địa phương từng bước đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã điều động các cán bộ chiến sĩ thuộc các cơ quan đơn vị tăng cường hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bến Lức. Tại các xã thị trấn trong huyện, các cán bộ chiến sĩ đã phối hợp với quân sự và các hội đoàn thể địa phương phân phối, vận chuyển hàng hóa, phục vụ cho nhân dân, trao túi an sinh đến từng hộ dân, giúp người dân vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, lực lượng tham gia nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát COVID-19 hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục và phun khử phương tiện qua lại các chốt. Mặc dù không ít khó khăn trong công tác, nhưng tất cả cán bộ chiến sĩ được tăng cường cho huyện Bến Lức đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó giúp người dân an tâm, đồng thời cùng đảng, nhà nước sớm đẩy lùi dịch COVID-19. Thưa quý vị, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch COVID-19, Ban Cứu trợ Trung ương thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có quyết định phân bổ kinh phí phần quà đại đoàn kết, hỗ trợ nhân dân tỉnh Long An vượt qua đại dịch COVID-19. Theo đó, phân bổ số tiền 7 tỷ đồng, tương đương 23.333 phần quà cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An để hỗ trợ cho người dân cư trú tại địa phương đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí vận động phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, kinh phí cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động là 2 tỷ đồng, kinh phí do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vận động là 5 tỷ. Mức hỗ trợ quà cho người dân với giá trị tối đa không quá 300.000 đồng một phần. Hình thức hỗ trợ có thể bằng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh hoặc tiền mặt. Cùng hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp, các ngành về việc chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2021, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An vận động kêu gọi các tăng ni Phật tử trong và ngoài tỉnh đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội ở địa phương hơn 24,5 tỷ đồng. Các hoạt động đóng góp gồm xây dựng 13 cây cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ 13 máy thở đa năng dòng cao, 5 máy hút đàm, trên 315 tấn gạo, gần 700 tấn rau củ quả, gần 34.000 phần quà tặng cho các khu vực phong tỏa, khu cách ly, người nghèo, gần 670 triệu đồng tiền mặt ủng hộ quỹ vaccine và tuyến đầu phòng chống dịch, hơn 3.000 bộ đồ phòng hộ cấp 3, cấp 4, trên 23.500 suất cơm cho tuyến đầu chống dịch, các khu cách ly. Đây là những hoạt động thể hiện tấm lòng và trách nhiệm của tăng ni Phật tử trong và ngoài tỉnh, đối với địa phương trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, với mong muốn sẽ tiếp thêm niềm tin, động lực cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ tuyến đầu phòng chống dịch và người nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Thưa quý vị, với mong muốn đồng hành giúp đỡ những người dân nghèo và nhóm người yếu thế vượt qua đại dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An phát động chương trình Triệu túi an sinh từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 cho đến khi công bố hết dịch. Theo đó,
Trong ngày đầu tiên phát động, chương trình đã trao 1.080 túi thuốc an sinh, mỗi túi gồm thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh, dán sữa, bột ăn chậm cho trẻ em đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến số 21, số 9, số 11 và 22 trên địa bàn thành phố Tân An, đồng thời trao tặng 100 túi quà an sinh, mỗi phần gồm 10 kg gạo, nhu yếu phẩm cho người dân tại phường 4 thành phố Tân An. Thì trong thời gian đại dịch, những tháng qua thì cuộc sống của bản thân gia đình và cũng những cái bà con cô bác xung quanh vô cùng khó khăn. Nay được sự hỗ trợ, quan tâm, giúp đỡ và đó là cái tình nghĩa, tình thương rất là ấm áp giữa người với người đã cứu trợ nhau trong cái hoàn cảnh đại dịch khó khăn. Xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ đã dành rất nhiều tình cảm, làm cho cuộc sống của bà con giảm bớt được rất là nhiều khó khăn và an lòng. Ngoài ra, chương trình cũng đã nhận được sự đồng hành của ông Phạm Giang Quang, công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển Hải Dân, hỗ trợ 50 triệu đồng và gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Dân ở thành phố Tân An với 640 bộ trang phục phòng hộ y tế và các nhu yếu phẩm. Với một cái tư cách cá nhân, Hôm nay tôi lấy làm hân hoan và vinh dự là tôi sẽ là đã đang sẽ là một cái cầu nối gần nhất, nhanh nhất để đem những phần quà có ý nghĩa đến những bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong mùa đại dịch này. Và sắp tới, tiếp tục anh em của chúng tôi cũng đồng hành với những cái công việc này nhiều và nhiều hơn nữa để cùng chung tay xoa dịu với nỗi đau mà bà con sẽ gánh chịu trong cái đại dịch COVID-19 này. Được Trung ương đoàn triển khai trên hệ thống đoàn toàn quốc. Thì đến thời điểm này thì Trung ương đoàn là phân bổ cho Long An là được 1.000 túi an sinh. Trên cơ sở đó thì tỉnh Long An cũng tiếp tục để thực hiện cái phân bổ của theo cái chỉ tiêu trung đoàn đó là 9.000 túi an sinh còn lại. Thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng phối hợp với chủ cô Vân là phu nhân của đồng chí Mai Văn Chính, Phó trưởng ban thường trực của ban tổ chức Trung ương Đảng để tổ chức thực hiện cái chương trình san sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch gắn với cái chương trình là chia sẻ cùng với em thơ đánh bại Covid. Chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, không bị thiếu lương thực, thực phẩm, thuốc men và góp phần thực hiện lời kêu gọi ai ở đâu ở yên đó của chính phủ. Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được bảo đảm đúng kế hoạch trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 như hiện nay, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự 11 xã thị trấn của huyện Đức Huệ tiến hành tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ cho công dân tại địa phương năm 2022. Xã Mỹ Thạnh Tây là đơn vị đầu tiên của huyện tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ năm 2022 như xét tiêu chuẩn lý lịch, chính trị đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn. Nhưng do đang thực hiện giãn cách xã hội nên đơn vị tổ chức xét duyệt bằng hình thức trực tuyến. Xã Mỹ Thạnh Tây có 396 công dân được xét duyệt nhập ngũ, trong đó có 84 công dân đủ điều kiện sơ tuyển khám sức khỏe ở cấp xã. Sau khi xét duyệt ở cấp xã hoàn thành, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Đức Huệ sẽ tiến hành xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ ở cấp huyện với thời gian dự kiến từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2021. Chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, các chuyên gia của ngân hàng Standard Chartered vừa công bố hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam từ 6,5% xuống 4,7% cho năm nay và từ 7,3% xuống 7% cho năm tới do các chỉ số kinh tế suy yếu, dịch bệnh diễn biến trầm trọng và tiêm chủng vaccine còn chậm. Tháng trước, ngân hàng này cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 từ mức 6,7% xuống 6,5%, đồng thời dự báo năm 2022 tiếp tục được duy trì ở mức 7,3%. Theo Standard Chartered, trong trường hợp các ca dương tính với COVID-19 không được đưa vào dòng kiểm soát trong tháng 9, tốc độ tăng trưởng có thể sẽ tiếp tục suy giảm và ngân hàng nhà nước có thể sẽ thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất. Tại Long An, thực hiện theo kế hoạch phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo 3 giai đoạn, đến nay đã có 148 doanh nghiệp trong khu công nghiệp xin được hoạt động trở lại, với số lao động gần 18.000 người.
Theo đó, có 65 doanh nghiệp đề nghị hoạt động trở lại với 10.180 lao động, trong đó chinh lưu là 6.000 người, còn lại 83 doanh nghiệp đề nghị thực hiện 3 tại chỗ với tổng số lao động trên 9.700 người. Ngoài ra, trong văn bản gửi cho Ban Quản lý Khu Kinh tế, có 80 văn bản đề nghị thay đổi bổ sung lao động 3 tại chỗ, 56 doanh nghiệp đề nghị thực hiện 3 tại chỗ và 6 doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn tái sản xuất. Các doanh nghiệp khi hoạt động phải cam kết thực hiện đầy đủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Sau 3 ngày hoạt động phải hoàn chỉnh việc cập nhật thông tin người lao động gửi về ngành chức năng để theo dõi quản lý, đồng thời phải chủ động xây dựng kế hoạch xét nghiệm và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch của doanh nghiệp. Trường hợp nếu phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động và báo ngay cho cơ sở y tế để xử lý. Sau khi hoàn thành công tác truy vết, cách ly y tế và khử khuẩn theo quy định mới được trở lại hoạt động. Thưa quý vị, hiện nay, cơ bản ngành chăn nuôi Việt Nam vẫn cung ứng đủ nhu cầu trong nước. Nếu dịch bệnh được kiểm soát và kinh tế khôi phục vào cuối tháng 9, ngành này có thể hồi phục trong tháng tiếp theo và đáp ứng nhu cầu dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nhưng nếu dịch bệnh kéo dài hơn thời gian dự kiến này, thì nguồn cung sẽ giảm khoảng 20% đến Tết Nguyên đán. Trước những khó khăn của dịch bệnh, Cục Chăn nuôi đề xuất các giải pháp để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi như đa dạng hóa kênh phân phối, phát triển mạnh các sản phẩm thương mại điện tử nhằm giảm áp lực kênh phân phối là siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Cục Chăn nuôi cũng đề nghị các địa phương nghiên cứu mở lại chợ truyền thống, chợ đầu mối, vì đây là điểm cốt lõi ảnh hưởng mạnh nhất đến tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi từ các địa phương. Bên cạnh đó, các địa phương cũng có giải pháp để đẩy mạnh luân chuyển hàng hóa, từ đó có thể tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi, giảm giá cho người tiêu dùng. Nhằm ngăn chặn những tác hại của game online đối với giới trẻ, chính phủ Trung Quốc mới đây đã ra quy định giới hạn số giờ chơi game online với trẻ vị thành niên còn 3 giờ mỗi tuần. Chính quyền Trung Quốc khẳng định việc quy định giới hạn giờ chơi với người dưới 18 tuổi là cần thiết để ngăn chặn nạn nghiện game online với trẻ em. Việc thực thi và chấp hành quy định sẽ do các nhà phát hành game chịu trách nhiệm, trong khi cá nhân vi phạm sẽ không phải chịu bất cứ hình phạt nào. Trước đó, Nhân dân Nhật Báo cũng có bài viết khẳng định chính phủ cần thể hiện quyết tâm trong bối cảnh game online đang làm ảnh hưởng tới việc học tập cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, quy định trên cũng gặp phải nhiều khó khăn trong việc áp dụng khi trẻ vị thành niên thường dễ dàng lách luật khi có thể sử dụng thông tin cũng như số định danh của người thân trong nhà để đăng ký các tài khoản game. Quốc hội Hàn Quốc vừa thông qua dự luật kinh doanh viễn thông sửa đổi nhằm kiềm chế sự thống trị của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, trong đó có Google và Apple, đối với các khoản thanh toán trên các kho ứng dụng của các tập đoàn này. Với việc thông qua dự luật nêu trên, Hàn Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới coi việc độc quyền thanh toán của những kho ứng dụng Apple Store và Play Store là bất hợp pháp. Luật sẽ giúp các nhà phát triển ứng dụng lựa chọn sử dụng các hệ thống thanh toán khác có khả năng báo hiệu một sự thay đổi lớn trong cách thức Google và Apple điều hành thị trường ứng dụng của họ. Với mục tiêu tiêm chủng 500.000 mũi một ngày, Malaysia lạc quan sẽ sớm hoàn thành mục tiêu tiêm chủng toàn dân, huy động đội ngũ y tế vào cuộc cùng nguồn cung vaccine sẵn sàng. Phần mềm quản lý tiêm chủng MyCesarTerra đã góp phần hữu hiệu trong việc quản lý tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Những thông tin về hỗ trợ điều trị nếu bị nhiễm virus, chỉ dẫn bệnh viện gần nhất để xét nghiệm và điều trị, cung cấp chứng nhận vaccine ngay khi hoàn thành 2 mũi, tất cả đều có trong MyCesarTerra. Nhờ đó, Bộ Y tế Malaysia có cơ sở dữ liệu để lập kế hoạch và sớm có biện pháp đối phó. Như vậy, ứng dụng đã giải quyết được tất cả các khâu trong quy trình tiêm chủng và tiến tới việc bảo hiểm đi lại cho người dùng khi đã tiêm đủ vaccine. Rác thải nhựa đang là vấn nạn đặc biệt nghiêm trọng đe dọa sự sống của các loài sinh vật. Đáng chú ý, các loài động vật mang theo những hạt vi nhựa trên hành trình di cư đã khiến ô nhiễm nhựa lan rộng đến cả các khu vực nguyên sơ nhất của trái đất. Đây là kết luận trong báo cáo của Liên Hiệp Quốc về khu vực châu Á-Thái Bình Dương vừa công bố, trong đó kêu gọi con người phải có các biện pháp hữu hiệu hơn để giảm thiểu vấn nạn này. Báo cáo cho biết, các hạt nhựa đã xâm nhập vào bên trong cơ thể của những loài cá sinh sống ở những vùng sâu nhất của đại dương và vùng biển ở Bắc Cực. Hai khu vực lưu vực sông Hằng và sông Mekong đã xả thải khoảng 200.000 tấn nhựa ô nhiễm mỗi năm tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Báo cáo kêu gọi các nước cần có các chiến lược để ngăn chặn nhựa thải ra môi trường, giảm thiểu chất thải thông qua quá trình tái chế. Dòng nước hoa nổi tiếng số 5 của hãng Coco Chanel sẽ kỷ niệm 100 năm tuổi vào năm nay. Và hiện hoạt động thu hoạch qua nhài 5 cánh nổi tiếng của vùng Grasse ở nước Pháp đang diễn ra nhộn nhịp để chuẩn bị cho sự kiện ý nghĩa này. Ra đời từ năm 1921, loại nước hoa quyến rũ này gắn liền với tên tuổi của những ngôi sao nổi tiếng như Marilyn Monroe và đã chinh phục thế giới trong 100 năm qua. Grasse là thủ phủ trồng hoa làm nguyên liệu cho ngành sản xuất nước hoa của Pháp từ thế kỷ 17. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin thời sự sáng nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.